Kính thưa quý vị, các bạn, trong chương trình Thế giới tuần qua hôm nay tôi lại trở lại để cống hiến quý vị một số những thông tin. Lần này chúng ta sẽ nói một vài tin về Việt Nam và Hoa Kỳ. Trước nhất thì như quý vị cũng đã biết là một khi Tổng thống thay đổi thì đại sứ cũng sẽ thay đổi. Khi Tổng thống Donald Trump không còn làm Tổng thống nữa, khi ông Joe Biden nên tiếp thay thế thì và ông Joe Biden sẽ có một vị đại sứ khác. Và hôm 18 tháng 12 vừa rồi thì Thượng viện Hoa Kỳ đã chấp thuận cho ông Mark Evans Snapper trở thành đại sứ tại Việt Nam. Ông là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, có thể nói được tiếng Hàn, tiếng Nhật và cả tiếng Việt Nam. Tôi chưa biết ông nói tiếng Việt Nam giỏi như thế nào, nhưng mà ông sẽ là đại sứ ở Việt Nam, nay mai sẽ nhận nhiệm sở. Và khi mà một vị đại sứ đại diện cho Tổng thống thì tất nhiên là sẽ phản ảnh cái đường lối chính sách ngoại giao của sứ ấy, của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, và hy vọng rằng sẽ nâng cấp cái sự bang giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam lên một cái mức độ, mặc dù cho đến nay thì sau khi bà Phó Tổng thống đến Việt Nam và muốn Việt Nam nâng cấp cái quan hệ ngoại giao lên chiến lược toàn diện thì đã không được chấp nhận, bởi vì cái ý của Trung Cộng là không muốn cho Hoa Kỳ có cái mức độ ngoại giao với Việt Nam ngang bằng với cái level ngoại giao của Trung Cộng. Đó là cái chuyện mà chúng ta đã biết từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, mong rằng ông tân đại sứ tới Việt Nam sẽ tạo ra một cái sự thân tình và gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam và Hoa Kỳ tốt hơn như hiện nay. Đó là cái thông tin thứ nhất, để chúng ta sẽ chờ xem ông đại sứ này tới Việt Nam thì có gì thay đổi không. Cái tin thứ hai là hiện tại cho đến giờ phút này, theo những thông tin mà tôi nhận được từ Việt Nam thì có vào khoảng 5.000 chiếc xe vận tải, tức là những cái xe đầu kéo chở container đó, đầy hàng hóa, trong ấy là có đồ nông phẩm và đồ thủy sản của Việt Nam, tức là tôm, cá, hoa quả, bị kẹt ở biên giới, chưa đưa vào để bán cho Trung Cộng được. 5.000 cái xe vận tải, cái container này ở bên các cái cửa khẩu mà đi vào Trung Cộng, nó đã kẹt từ hơn 2 tuần qua. Và theo như những thông tin từ trong nước thì có thể nếu mà giải tỏa bây giờ thì cũng phải mất 3 tuần lễ, họa may những cái xe đó mới chở hàng đi được. Mà chúng ta biết rằng với 5.000 chiếc xe vận tải như vậy và những hàng hóa nông phẩm của Việt Nam cũng như thủy sản, hải sản, tức là tôm cá Việt Nam mà chờ một cả tháng như vậy thì chắc chắn cái sự thiệt hại, cái sự hư hao nó sẽ rất lớn, và như vậy cái sự thiệt thòi cho người dân Việt Nam sẽ rất là lớn. Tại sao nó chuyện xảy ra? Thì Trung Cộng là cái nước mà kiểm soát cái nền kinh tế của Việt Nam. Do đó, họ chỉ cần đưa ra một lý do rất đơn giản. Họ nói là vì dịch bệnh và cần phải kiểm phẩm, cần phải xét xem những cái sản phẩm Việt Nam có đáp ứng được cái tiêu chuẩn của bên Trung Cộng hay không. Một lý do, bất cứ một lý do nào đó, thì họ cũng sẽ trì hoãn việc mà kiểm soát. Và như vậy, đó là một cái đòn mà rõ ràng là Trung Cộng đang muốn răn đe Việt Nam là đừng có ngả theo Mỹ quá, đừng có ngả theo Tây Phương quá, thì là Trung Cộng sẽ siết cổ Việt Nam thôi. Rõ ràng họ đang siết cổ vấn đề kinh tế. Thành ra Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế Trung Cộng, kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào Trung Cộng. Do đó, cái khốn khổ là người dân Việt Nam, đặc biệt là những người sống về nghề nông cũng như về ngư nghiệp, về chăn nuôi thủy sản đó. Vào những ngày cuối năm này trông chờ vào những hàng hóa đó có thể bán qua Trung Cộng được, mà bây giờ nó khó khăn như vậy
thì tất nhiên là cái thiệt hại đối với người dân Việt Nam sẽ rất lớn. Chúng ta hãy chờ xem. Và đây là một vấn đề hết sức là hệ trọng đối với dân tộc Việt Nam. Nếu cứ lệ thuộc mãi vào Trung Cộng như thế này thì đất nước chúng ta sẽ càng ngày càng lún sâu, càng thụt lùi. Đây là một vấn đề mà tôi muốn nêu ra để chúng ta, những người hải ngoại này cũng như đồng bào trong nước lưu ý phải thay đổi thế nào để mình thoát khỏi hẳn được cái sự ràng buộc của Trung Cộng về mặt kinh tế, về mặt chính trị và văn hóa. Đó là những cái vấn đề rất lớn đối với chúng ta. Cái bản tin thứ ba là hôm 17 tháng 12 vừa rồi, thì Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã chính thức lên án Việt Nam, đòi hỏi Việt Nam phải trả tự do. Bởi vì trong một năm qua đó, đặc biệt là năm 2020, Việt Nam đã đưa ra tòa và bỏ tù 43 người. Trong ấy một số người là những nhà báo, còn lại đa số là những người chỉ viết trên Facebook của mình, bày tỏ quan điểm chính trị, bày tỏ những cái sự thật xảy ra ở trong nước. Nhưng mà những người này đã bị kết án rất là nặng nề, đặc biệt là trong tuần tuần trước đó, thì quý vị theo dõi chúng ta thấy là nhà báo Phạm Đoan Trang đã bị kết án 9 năm tù. Rồi tiếp theo là anh Trịnh Bá Phương 10 năm tù. Rồi cô Nguyễn Thị Tâm 6 năm tù. Rồi anh Đỗ Nam Trung 10 năm tù. Và một người nữa ở Lâm Đồng 10 năm tù. Đó. Tất cả những cái bản án này đều là những bản án bỏ túi, những bản án mà người ta sẽ xét sẵn, chẳng có những người này chẳng có tội tình gì cả nhưng mà đã bị kết những bản án hết sức là nặng nề như vậy. Do đó Việt Nam được xếp vào một trong những cái quốc gia mà bỏ tù những người bất đồng chính kiến nhiều nhất, so với chỉ đứng sau Trung Cộng mà thôi. Vì vậy mà các cái tổ chức bảo vệ nhân quyền, theo dõi nhân quyền ở trên thế giới đều lên án và đòi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải cải thiện nhân quyền. Đây là một cái tình trạng mà chúng ta ở Hoa Kỳ và những nhà đấu tranh ở Hoa Kỳ này cần phải tiếp tục tranh đấu và thúc đẩy chính quyền Hoa Kỳ, đặc biệt là ông Tân đại sứ Mỹ đến Việt Nam để làm thế nào để có thể cải thiện vấn đề nhân quyền Việt Nam. Nếu không thì phải có những cái sự trừng phạt đích đáng. Chứ nếu mà cứ như tình trạng này thì không còn một tiếng nói nào cất lên, mặc dù là những tiếng nói ấy chẳng có nguy hiểm gì nhưng mà họ đều bị kết vào những cái tội rất nặng như là tuyên truyền chống phá nhà nước, rồi là thế lực thù địch, đòi lật đổ chính quyền nhân dân, vân vân vân. Đó là những cái tội hết sức là vu vơ. Đó là những cái bản tin liên quan tới Việt Nam. Bây giờ chúng tôi xin cống hiến quý vị một vài cái tin ngắn ở Hoa Kỳ. Tại Hoa Kỳ thì đặc biệt là ở miền Bắc California, tiểu bang California của chúng tôi đó, như là mấy tuần trước chúng tôi cũng đã đưa tin là càng ngày những cái vụ trộm cướp vào những cái cửa tiệm để mà lấy đồ nó xảy ra quá sức là công khai mà không ai dám làm gì cả. Thì cuối tuần vừa rồi, theo tờ báo Newsweek và một đài truyền hình đã đưa một cái thông tin cũng khá lạ. Đó là những người dân đi mua sắm đến các cái nơi đậu, những cái bãi đậu xe thì họ bị đập cửa kính xe để mà lấy đồ. Do đó người dân sợ quá, bây giờ người ta để tung mở luôn cái cốp xe và mở luôn cái cửa xe để như vậy. Đó. Để chứng tỏ là trong xe tôi đã chẳng có cái gì cả. Đó. Thì nếu mà chúng ta theo những cái bản tin của tờ Newsweek cũng như là bản tin của đài truyền hình số 7 ở vùng San Francisco tuần vừa rồi, thì chúng ta sẽ thấy những cái hình ảnh và những bản tin đó. Đây là một cái tình trạng bất ổn xã hội đang xảy ra tại rất nhiều thành phố lớn và đặc biệt là California, tiểu bang mà chúng ta đang sống, mà chúng ta nghĩ rằng là đây là một tiểu bang rất tốt mà người Việt ở rất là đông. Đó. Thì đó là vấn đề mà
đang xảy ra một cái tình trạng xã hội rất bi đát như vậy. Riêng tại thành phố San Diego thì cách đây 2 ngày một người, chắc là theo cái tên thì là người gốc Hoa, 80 tuổi, đã bị hành hung khá nặng, phải đưa về nhà thương. Coi như là ông này là bị kỳ thị về chủng tộc, bởi vì là người Á Châu. Thì tôi đưa cái tin này để chúng ta cũng lưu ý, và khi đi, chúng ta đi ở những cái chỗ mà vắng vẻ thì cẩn thận, và có thể bị những người mà có tinh thần bài hải ngoại, bài Á Châu chẳng hạn đó, thì họ có thể gây khó khăn cho chúng ta. Nên tôi đưa bản tin này để cho chúng ta theo dõi, cẩn thận thôi. Cũng tại Hoa Kỳ thì như quý vị biết là từ đầu năm tới bây giờ đó, thì cái tình trạng mà nhập cư bất hợp pháp mỗi ngày mỗi gia tăng, và cái mức độ vẫn không có thay đổi. Cho đến bây giờ thì theo thống kê đó, thì có vào khoảng là 1.800.000 người đã xâm nhập vào Hoa Kỳ bất hợp pháp, và con số ấy hàng ngày nó vẫn xảy ra. Đó là con số thống kê được, còn con số không thống kê được thì chúng ta không thể biết được. Với tình trạng này và cứ để như vậy thì chưa biết cái vấn đề biên giới nó sẽ như thế nào. Do đó tiểu bang Texas tuần vừa rồi đã quyết định là tự mình xây bức tường nối tiếp những cái quãng mà trước đây Tổng thống Donald Trump đã xây. Đó. Trong cái hoạt động này thì có một cái điểm chúng ta đáng chú ý là cái người con của ông Jeb Bush, tức là gọi là gia đình nhà Bush, thì chỉ có một người, anh này đang có ý định là tranh cử chức mà bộ trưởng bộ tư pháp của tiểu bang Texas, thì rất là ủng hộ cái việc xây tường và bức tường biên giới giữa tiểu bang Texas và Mexico. Ngày hôm nay đây đã bắt đầu xây, và chưa biết rằng là họ sẽ xây trong bao lâu thì có thể ngăn được, hoàn tất được một số những cái quãng trống mà người di cư bất hợp pháp đó họ tràn qua. Thì đây là một trong những cái biện pháp để mà giảm bớt cái số lượng người di cư bất hợp pháp tràn ngập vào nước Mỹ. Không phải là người dân Trung Mỹ, Nam Mỹ, mà người ta tính ra đến có hơn 100 người ở hơn 100 quốc gia đã đi vào nước Mỹ qua cái biên giới phía Nam. Thì đây là một trong những cái thông tin mà chúng ta cũng đáng chú ý. Và cái tin sau cùng thì như quý vị biết, đã sắp đến ngày lễ Giáng sinh rồi, Tết Tây là cái thời điểm mà người dân Hoa Kỳ, Âu Châu và hầu như là hơn một nửa người dân trên thế giới vui mừng đón Tết Tây và lễ Giáng sinh, là một cái thời điểm rất là vui vẻ. Nhưng mà cái con biến chủng Omicron nó lại đang hoành hành, và nó có cái dấu hiệu là sẽ lan nhanh, có thể là ngang bằng hoặc là hơn cái con Delta nữa. Vì vậy các nước Âu Châu cũng như tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác cũng bắt đầu phải đưa ra những cái biện pháp ngăn ngừa. Vì thế những cái ngày nghỉ cuối tuần từ nay cho tới Giáng sinh cũng như Tết Tây, người dân không còn được vui chơi thoải mái như là những cái thời gian không dịch bệnh nữa. Đây là một điều rất đáng buồn. Và đặc biệt cái vấn đề mua sắm cũng như cuộc họp mặt gia đình, tôn giáo, thăm hỏi bạn bè, tất cả những cái đó đều phải thận trọng. Và vì vậy tôi đưa cái thông tin này để chúng ta cẩn thận khi mà tham dự vào những cái sinh hoạt đông đảo, cố gắng cách nào đó để mình tự bảo vệ mình và bảo vệ gia đình. Đó là một số thông tin. Trước khi chấm dứt thì tôi xin kính chúc quý vị, từng gia đình, từng quý vị một mùa lễ Giáng sinh thật thanh bình, yên vui, đầm ấm trong cùng với thân nhân, bạn bè trong những ngày nghỉ Tết, nghỉ lễ Giáng sinh cũng như nghỉ Tết. Chúc quý vị được một năm mới khang an, thịnh vượng, và mong gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Trân trọng kính chào.